gốc mỹ phẩm xuất phát từ quốc gia nào? A. Ai Cập, B. Trung Quốc và C. Hy Lạp. Sai, biên tập sai, chương trình sai. Sai cái gì? Mỹ phẩm không xuất xứ từ ba nước đó. Chưa. Mỹ phẩm đầu tiên xuất xứ từ ấp 1 xã Long An, Long Thành, Đồng Nai là nhà của em. Hàng như anh livestream bán mỹ phẩm nhiều ghê luôn đó à. Bởi vì ngày xưa dưới quê em có bài hát là da đen, da đá đen rồi em sức kem làm chi cho da đen thêm xù xì à. Da đen em sức kem làm chi, em sức làm chi nữa cho buồn lòng anh bán kem. Chính vì vậy mà ta nói khu em da đen nhiều quá, cho nên gia đình em sản xuất kem là kem đến từ Long Thành, Đồng Nai. Kỳ vậy. Thằng Lao với Phượng là Lao lấy. Người ta đưa ba đáp án thì trả lời chọn một cho ba đi. Ủa vậy đó hả? Em chắc có thi em không muốn vô câu trả lời luôn đó. A là Ai Cập, B là Trung Quốc và C là Hy Lạp. Nghe lời anh Bích Thi nha. Dạ. Mỹ phẩm đầu tiên xuất hiện tại Ai Cập. Em hãy nhìn nữ hoàng Ai Cập, con mắt của cô ta rất rất là đen em nha, đen huyền luôn. Ngày xưa cái thời đó em nghĩ coi ở đâu có ai quạ mặt mà mặt đậm lè như vậy không. Và cái câu chuyện nó như sau: một ngày nọ khi nữ hoàng Ai Cập đang cưỡi con lạc đà, tự nhiên con lạc đà của cô ta bắt đầu khuỵu xuống do trời quá nắng. Cô ta mới đau buồn quá, cô ta kêu là lạc đà ơi, lạc đà ơi. Vô tình những cái bàn tay của cô chạm vào những cái lông con lạc đà và quết lên mặt, và vô tình cô ta để về nhà luôn. Và sau khi cô ta về, cô ta rửa mặt ra thì da mặt cô ta rất là láng. Cô ta mới phát hiện ra à, thì trong lông lạc đà có chất tẩy tế bào chết. Cho nên người dân ở đó bắt đầu sản xuất ra tất cả các loại mỹ phẩm liên quan đến tế bào chết đó. Chính vì vậy mỹ phẩm đầu tiên xuất hiện tại Ai Cập. Hay quá ha. Mr. thân mến, bạn tin hay không? Tin. Không tin. Tin rồi. Không tin. Tin anh. Sao vậy anh? Chắc chắn lắm hả anh? Chắc chắn luôn. Vậy thì theo Misty là có hai đáp án còn lại là Trung Quốc và Hy Lạp. Rồi em sẽ chọn cái nào? Em phân vân giữa Trung Quốc với lại là Ai Cập. Nhưng mà anh Lâm anh chọn Ai Cập mà em nghĩ là anh hại em á. Không hại đâu, không hại đâu. Đây nè, minh chứng cho Hoàng Ai Cập. Và thưa quý vị thân mến, Miss T lựa chọn là không tin câu trả lời của Lê Dư Bảo Lâm. Đó là một sự lựa chọn. Không chính xác. Đây, di tích khảo cổ ở Ai Cập cho thấy sự hiện diện của mỹ phẩm từ 6.000 năm trước. Phụ nữ Ai Cập giàu có thường vẽ bột đồng màu xanh nhạt lên mặt để làm nổi bật đường nét. Và rất tiếc, sự lựa chọn của Mỹ Thi không chính xác. Thế nên một dấu O đã thuộc về Khánh Vân. Thực ra tôi không biết câu chuyện đến từ đâu, nhưng tôi biết đó là một câu chuyện mà Lê Vũ Lâm cố tình lung lạc bạn đó chị, để bạn sai và để cô ấy được một con dấu O. Đúng, em cũng nghĩ vậy đó. Đánh lừa. Quyết đánh âm lừa quá. Hèn chi hôm nay anh cưỡi con lừa. Lừa lừa quá anh ơi. Bây giờ vị trí chính giữa mà chúng ta đã có rồi thì tất cả những vị trí khác đều như nhau. Quan trọng là mình có niềm tin ở vị trí nào để mình chọn thôi. Dạ. Đồng hương nè em. Đồng hương nè em. Thật ra thì hồi nãy là Miss Thi đã giành giật tình địch với em rồi. Thì theo nghĩa lý thì em phải giật hoàng tử của Miss Thi lại đúng không? Nhưng mà nếu mà em làm vậy thì em cũng sẽ xấu tính với Miss Thi. Em ơi. Em cứ em thấy bà ông bà mình có câu đúng không, nồi nào úp dung nấy, thấy không? Đi là phải chọn xuống đúng không? Không, em thích ở trên nên là em sẽ chọn anh BB Trần. BB Trần tại vì em nói là anh cũng rất là hiền thùy mị, đáng yêu em. Giống em nên là em nghĩ là anh sẽ không có hại em đúng không anh nhỉ? Anh rất hiền. Ủa có dạ. Thân trước hả? Thật ra hả? Là BB Trần sẽ không hại em, nhưng vì BB Trần không thích Lê Dư Bảo Lâm nên sẽ hại em luôn. Câu hỏi dành cho BB Trần. Bức tượng người suy tư của Rodin là Lee Pencil là người đàn ông chống cầm bằng tay trái hay tay phải? Có phải là cái bức tượng mà khỏa thân đúng không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Bức tượng chống tay em chống sao đâu? Thật ra cái này quá nổi tiếng rồi. Không, cái đó thì chắc là mọi người đều biết rồi. Thì bức tượng. Dạ.
Thì theo em được biết là bức tượng nó làm theo một cái suy nghĩ cũng giống như suy nghĩ của Phương Đông của mình thôi. Là người ta thường là nam tả nữ hữu, thì nam lúc nào cũng là tay trái hết. Và em cũng biết là những cái người bạn của em á, em hay đi chơi chung là đa số là mọi người có chuyện gì mọi người cũng chống tay trái không à. Như là Quang Trung là lúc mà chụp hình là thường là tay trái. Không có nha Bibi. Tay trái chụp gì em? Nãy giờ anh ngó em thì anh cũng chống tay phải nè, có sao không? Tại vì anh phải quay qua đây. Chứ cái phản xạ bình thường của anh Trung cũng là chống tay trái. Không có, bình thường anh suy nghĩ anh cũng vậy luôn. Em đừng có áp đặt ý kiến của em với người khác. Không, tại vì em nghĩ là nam mà lúc nào cũng vậy, đàn ông lúc nào cũng vậy, người ta sẽ thường là người ta sẽ sử dụng tay trái. Bibi Trần lựa chọn là tay phải hay tay trái? Theo em thì là tay phải. Ôi là không có liên quan. Ủa mọi người không nghe em phân tích gì à? Nãy giờ em phân tích là đàn ông người ta thường sử dụng tay trái là theo phương Đông, còn này là phương Tây thì đương nhiên ta sử dụng tay phải rồi. Vậy mà anh tự cái tưởng là con gái. Lấy cảm hứng từ em luôn, em cầm thương tay phải nên ổng chống tay phải đó. Ai cũng phải biết từ em hết đó. Từ em mà ra hết. Lựa chọn cuối cùng của Bibi Trần là dạ tay phải. Dạ. Em tin. Ủa em tin liền chứ đúng không hả? Em dạ tin lắm. Mà em đừng có tin. Em dạ dạ lắm. Suy nghĩ kỹ nha em. Rồi Bibi Trần lựa chọn là tay phải. Và sự lựa chọn Khánh Vân là một sự lựa chọn chính xác. Thưa quý vị thân mến, Người suy tư là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng. Tác phẩm cho thấy một nhân vật nam khỏa thân ngồi trên tảng đá với cầm tựa vào một tay phải, như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ, thường được sử dụng như một hình ảnh để thể hiện triết lý. Và thưa quý vị thân mến, với việc trả lời chính xác, Khánh Vân mang về một dấu o tiếp theo. Có nghĩa là gì? Mithy sắp về. Mithy về rồi. Dạ không, em nghĩ là không có về sớm gì đâu. Cố lên Thi. Cố lên em. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ là Mithy chắc chắn phải chọn anh Hồ Quang Hiếu. Em chọn anh Hiếu. Và Hồ Hiếu là cái người mà theo nhận định của hàng triệu khán giả là chân thật 95%. Dạ. Và có niềm tin không? Dạ niềm tin mãnh liệt. Tuyệt đối. Dạ. Tại vì đâu còn đường được khác. Đâu còn đường được khác. Đây là câu hỏi dành cho Hồ Quang Hiếu thưa quý vị. Món này là của người Chăm. Ngoài bọc ruột, trong bọc thịt mỡ. Vậy món đó là gì? Đáp án không nói đâu. Món đó mình gọi là món gì ta? Cái món nghe tên nó giống kiểu của người dân tộc đó, rất là khó gọi. Mà bây giờ mình nhớ là cái tên nó có ba chữ. Cái tung lò mò. Đúng rồi. Tung lò mò. Tung lò mò. Tung lò mò. Không, cái đó thì mình nghe cái tên của người ta gọi vậy thôi chứ mình không có biết ý nghĩa của nó là gì. Thế thì cái ở trong nó có cái gì nào? Nó có bò không đó. Xong rồi nó nhét giống như kiểu mà cây lạp xưởng mình hay ăn. Là ở ngoài mà, là cái ruột heo rồi. Nhét vô. Nhưng mà nó ở trong đó là bò. À thì là gọi là lạp xưởng bò đi cho lẹ ha. Tung lò mò nó hơi tung thôi. Lò mò. Rồi bây giờ chốt nè. Tung lò mò. Đó tung là món tung lò mò. Tung lò mò. Và xin hỏi Misty đã từng ăn món này chưa? Dạ chưa. Đã từng nghe tới chưa? Dạ mới nghe anh Hoàng Hiếu nói. Thế thì bạn tin hay không? Dạ em không tin. Không tin. Nếu bây giờ lựa chọn này không chính xác thì cơ hội từ trả lời của Khánh Vân ở vị trí Hồn Hiếu thì mình có nguy cơ đi về. Yeah. Vì sao? Có sự trợ giúp của nội gián. Trời ơi, nhìn anh phản diện dễ sợ luôn á, lầm luôn á. Còn nếu như lựa chọn của bạn là chính xác thì cuộc chơi vẫn còn kéo dài. Thưa quý vị, lựa chọn của Miss Thi là một lựa chọn không chính xác. Yeah. Ủa, nó đúng hả? Anh Lam, anh đừng có vui quá kỳ tội nghiệp ta. Ôi, em biểm ra. Anh biểm ra mặt vậy anh Lam. Anh Hiếu. Ôi, em biểm ra luôn á. Em biểm ra luôn hả? Trời ơi trời. Em nghe anh bịa cái tên đó luôn á. Tạm biệt Bích Thi. Chưa. Chẳng ơn như vậy. Trời ơi, anh đây. Quá à. Em nghĩ là nên là cất anh Lâm đi để cho ông bé dễ trả lời hơn. Thiệt á.